Thưa quý vị, sau khi bùng phát trở lại vào ngày 18 tháng 6, hiện nay Đà Nẵng vẫn đang quyết liệt thực hiện các biện pháp để sớm khống chế chuỗi lây nhiễm COVID-19 liên quan đến bệnh nhân số 12.437 trú tại quận Thanh Khê. Đồng thời Đà Nẵng cũng siết chặt kiểm soát để ngăn chặn mầm bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào thành phố, bởi hiện nay dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Hàng hóa đưa vào khu phong tỏa được thực hiện nghiêm ngặt theo khung giờ quy định trong ngày. Trong khu phong tỏa, 22 camera được lắp đặt, đồng thời lực lượng công an và tổ COVID-19 cộng đồng thường xuyên giám sát từng nhà dân về thực hiện phòng chống dịch. Đó là các biện pháp đang được quận Thanh Khê triển khai để tránh lây nhiễm chéo tại khu vực Tam Giác, các tuyến đường Lê Duẩn, Lý Thái Tổ, Hoàng Hoa Thám. Bên mình cũng sẽ thực hiện đúng theo cái quy trình của bản thân kiện này. Đó, vì để cho nó sớm đẩy lùi dịch bệnh đi để cho an toàn lại cuộc sống cho nó bình thường trở lại đó. Khu vực Tam Giác này có 669 hộ dân với hơn 2.400 nhân khẩu. Ngay sau khi thiết lập vùng cách ly y tế thì công tác lấy mẫu xét nghiệm cũng được tăng tốc để kịp thời sàng lọc, phát hiện các trường hợp nhiễm bệnh. Theo cái chỉ đạo của thành phố là lấy ngày thứ nhất, ngày thứ tư, ngày thứ tám và ngày thứ 14 cho cả ba khu đang phong tỏa là cái thứ nhất. Cái thứ hai là hàng ngày chúng tôi lấy mẫu cho những người mà khai báo y tế là có liên quan đến những cái địa điểm mà F0 đến mà đã được Sở Y tế công bố. Đà Nẵng những ngày này, thời tiết nắng nóng gay gắt, tuy nhiên tại các chốt chặn cửa ngõ ra vào thành phố, lực lượng chức năng vẫn đang túc trực 24/24 để kiểm tra, giám sát chặt chẽ người về từ vùng có dịch. Trong khi đó, bên trong thành phố, vai trò của mỗi người dân cũng như lực lượng cốt cán cơ sở được phát huy nhằm phát hiện kịp thời người lạ có mặt tại địa bàn. Các tổ trưởng tổ dân phố bám sát từng hộ dân và báo cáo hàng ngày về cho tổ trưởng, và tổ trưởng có nhiệm vụ báo lại cho ủy ban là về đối với những trường hợp mà ho, sốt, đau rắc họng hoặc là những trường hợp mà đi đến địa bàn khác hoặc là từ địa bàn khác quay trở về. Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước với số ca bệnh tăng cao hàng ngày. Do ban hàng ngày, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng yêu cầu các ngành địa phương và mỗi người dân cần tích cực chung tay cùng thành phố kiểm soát, ngăn chặn nguồn bệnh từ bên ngoài có thể xâm nhập vào thành phố lần nữa. Phải nhắc nhở đôn đốc để trách nhiệm ở các tổ dân phố, tổ COVID cộng đồng trong vấn đề phát hiện, giám sát, báo cáo những người đi từ vùng dịch về. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tất tần tật trên địa bàn thành phố, các quận huyện yêu cầu thực hiện nghiêm túc cái việc tiếp nhận và giám sát những người đến làm việc này, đến công tác làm việc, đến tiếp nhận giao hàng, vân vân, tất cả những cái gì mà người từ vùng dịch về thì đều phải báo cáo với chính quyền địa phương và các cơ quan cấp trên có liên quan. Mà đơn vị nào mà vi phạm thì sẽ cương quyết xử lý và có thể để dừng hoạt động. Thì cái báo cáo này đó thì